Chào mừng các bạn đến với MMA Top Hub 2023 mùa thứ 3. Mình là Minh Nguyễn, sáng lập viên của Lava Digital Group, một agency độc lập và là đối tác của Spotify tại Việt Nam. Đến với trường quay hôm nay của chúng ta là có bạn Lily Trương đến từ công ty Adjust. Thì sau đây mời Lily Trương giới thiệu về bản thân và công ty. Xin chào anh Minh và chương trình MMA Talk Hub. Mình là Lily Trương, Senior Sales Manager đến từ Adjust. Adjust chuyên cung cấp các cái phương pháp đo lường và phân tích chuyên sâu về hiệu quả các cái chiến dịch marketing cũng như là đo lường hành vi của người dùng cho các cái ứng dụng mobile app trên các cái nền tảng quảng cáo. Với chuyên ngành là Digital Marketing, Lily tốt nghiệp thạc sĩ tại Anh và có sự may mắn trở về Việt Nam và làm việc trong lĩnh vực marketing cũng như là EdTech đến thời điểm này. Hy vọng là cuộc trao đổi ngày hôm nay của anh Minh và Lily sẽ mang lại nhiều cái thông tin hữu ích đến mọi người. Thế thì chúng ta biết rằng là Việt Nam trong những năm gần đây cái tỷ lệ về phát triển của Internet và cũng như là Mobile Internet rất là cao. Thế thì hiện nay theo số liệu 2022 đó thì là hơn 70% cái người sử dụng Mobile qua Internet. Đó. Và cái này nó kéo theo cái sự phát triển rất nhiều của các cái ứng dụng di động trong các cái ngành như là e-commerce, tài chính, giải trí. Thế thì nó hình thành nên một cái thị trường nó gọi là Mobile App. Những cái nhà phát triển và phát hành. Thế thì để mà có được cái số lượng download rất là nhiều thì những cái người này người ta sẽ phải chi rất nhiều tiền cho marketing. Thế thì 2023 là một năm được xem rất là khó khăn cho cái nền kinh tế Việt Nam, nhưng mà các cái nhà phát triển và các cái nhà phát hành các cái ứng dụng di động này người ta vẫn phải tiếp tục chi tiêu. Nhưng cái bài toán đặt ra đó là làm thế nào để cho người ta có thể chi tiêu một cách hiệu quả. Em cũng đồng ý với anh Minh. Tuy là trong cái bối cảnh là kinh tế nhiều biến động như bây giờ thì các cái nhà quảng cáo cũng như là nhà phát triển ứng dụng sẽ nhận thấy có nhiều cái thử thách, nhưng mà cũng sẽ là có nhiều cơ hội. Cụ thể là theo thống kê của Data AI năm 2022 vừa qua, ghi nhận về lượt tải app lên đến 255 tỷ lượt tải app mới đó, và trong đó thì Việt Nam đứng thứ hai trong khu vực Đông Nam Á về cái lượt tải app download này. Đó. Và đây là những ứng dụng mới. Dạ đúng rồi. Ok. Đó. Việt Nam là một cái thị trường lớn. Dạ, dạ. Okay. Thì từ đó thì thấy được là hành vi của người dùng là chuyển sang thiết bị di động là nhiều. Đó, vì vậy thì làm sao cũng như anh Minh nói, để mà các nhà quảng cáo trong một cái ngân sách nó gọi là vừa phải nhưng mà vẫn có thể là phát triển được bền vững. Thì như vậy với chắc chắn là năm nay rất nhiều nhà tiếp thị của các cái công ty doanh nghiệp mà sử dụng mobile app như là một nền tảng chính cho kinh doanh. Thì cái chi phí marketing là một trong những cái chi phí rất là quan trọng. Thế thì Adjust là một trong những công ty mà tiên phong trong cái lĩnh vực về đo lường, trong cái lĩnh vực về các cái ứng dụng di động. Thế thì Lily có thể đề xuất ra là đâu là cái phương thức hành động cho các nhà tiếp thị trong cái năm 2023 này? Khi nói về việc tăng trưởng bền vững thì mình luôn tập trung vào là giữ chân người dùng. Retention. Dạ đúng rồi, okay. Retention. Và để mà mình hiểu được là bằng cách nào mà người dùng ở lại với mình thì chúng ta cần các cái dữ liệu về hành vi của người dùng cũng như là các cái xu hướng mà sở thích và nhiều các cái tập quán khác. Đó, để mình có thể là service người dùng tốt hơn. Nhưng mà anh biết là các cái bạn mà phát triển các ứng dụng, nếu bạn nói là thông thường là tôi đều có thu thập hành vi người dùng hết, thì như vậy ở đây có cái gì mới mà các cái thời nào bây giờ các công ty này chưa làm được? Dạ, em đồng ý. Cái then chốt sẽ là làm sao để mà mình có thể tập trung hóa được toàn bộ những cái nguồn dữ liệu đúng để mà có thể có một cái nhìn toàn diện, từ đó mới đưa ra được cái kết luận về người dùng. Đó. Như vậy trước đây người ta vẫn thu thập dữ liệu nhưng mà dữ liệu nó bị phân tán. Dạ, phân mảnh. Dạ. Ok. Như vậy thì em đang nói đến câu chuyện là tập trung hóa các cái dữ liệu đúng. Ok. Đó. Và cái việc tập trung hóa các cái dữ liệu đúng này nó thể hiện qua việc là các cái nhà quảng cáo á có thể tập trung được toàn bộ dữ liệu trên một giao diện tổng thể duy nhất để có thể đánh giá được hiệu quả của các chiến dịch marketing của mobile app trên tất cả các nền tảng quảng cáo. Okay. Thông qua các cái chỉ số về tỷ lệ chuyển đổi và các cái chỉ số về người dùng. Với các cái nhà tiếp thị của các cái ứng dụng di động thì người ta muốn có những cái chương trình hiệu quả
Dạ. thì người ta phải thu thập dữ liệu Dạ. của người dùng thông Dạ. qua các ứng dụng. Thế Dạ. thì các cái nhà ứng dụng thì về cơ bản là khi mà người ta phát triển các ứng dụng thì người ta đều tính tới cái chuyện là thu thập các dữ liệu, ví dụ như là hành vi của người dùng, Dạ. để sao người ta có thể biết được là người tiêu dùng người ta người ta đi qua ở những cái điểm nào và người ta dừng ở chỗ nào, và từ đó chúng ta sẽ có những cái chiến dịch marketing phù hợp. Dạ. Thế thì Adjust là một cái nhà cung cấp về cái giải pháp về đo lường đến di động, thì chỗ này á, là cái giải pháp của Adjust có cái gì đặc biệt nổi Dạ. trội so với các cái giải pháp khác? Dạ. Với việc đo lường á thì cái adjust có thể là tạo điều kiện cho các nhà quảng cáo có thể tập trung hóa được các cái nguồn cơ sở dữ liệu lên cùng một cái giao diện báo cáo duy nhất thôi. Đó. Bằng chứng là các nhà quảng cáo có thể đánh giá được hiệu quả của tất cả các chiến dịch marketing trên tất cả các cái nền tảng quảng cáo thông qua các cái chỉ số về tỷ lệ chuyển đổi cũng như là các chỉ số về người dùng. Và cái tính chính xác của các cái dữ liệu liên quan đến lượt tải của người dùng và các cái hành vi của người dùng trong ứng dụng á, là sẽ được đo lường theo thời gian thực. Đó, và cái quan trọng nhất đó chính là chúng ta cần phải phân bổ người dùng đúng nguồn ngay từ đầu. Một người dùng duy nhất sẽ chỉ được phân bổ cho một kênh quảng cáo. Từ đó thì các nhà quảng cáo không bị trả phí cho hai lần khi người dùng này được ghi nhận trùng lặp đến từ những kênh quảng cáo khác. Từ đó thì các cái dữ liệu đo lường được từ người dùng đó sẽ là cái dữ liệu kịp thời để mà các nhà marketing có thể dùng để đánh giá và lên các cái chiến lược marketing. Sau khi chúng ta đã có các cái dữ liệu đã được tập trung hóa thì chúng ta sẽ phải cần hành động. Thứ nhất là xác định được nguồn quảng cáo nào đang hiệu quả nhất để phân bổ ngân sách marketing hợp lý. Thứ hai là xác định được người dùng đến từ nguồn quảng cáo nào là người dùng chất lượng để từ đó có các cái chiến lược giữ chân người dùng bền vững hơn. Như vậy sau khi chúng ta tập hợp dữ liệu về được một nguồn rồi, thế thì chúng ta phải ứng dụng cái tập dữ liệu này để triển khai trong các chiến dịch marketing như thế nào cho hiệu quả? Dạ, với cái bối cảnh là chúng ta có cái ngân sách về marketing phải gọi là khiêm tốn thì nên tập trung vào các cái chiến dịch personalized remarketing. Đó, trên cái nền các cái hành vi đã được đo lường và các cái xu hướng của người dùng đã rõ rệt thì chúng ta có thể phân nhỏ các cái tệp khách hàng thành những cái điều kiện cụ thể, ví dụ như lần đầu tiên truy cập ứng dụng, số thời gian họ ở lại ứng dụng và số tiền họ chi tiêu trong ứng dụng. Từ đó chúng ta cũng có thể là phân thành nhiều những cái điều kiện nhỏ khác xung quanh ba cái điều kiện lớn đó và làm thành những cái chiến dịch marketing tập trung để mà người dùng có thể là thấy được những cái phần quảng cáo và đúng với mục tiêu của họ. Từ đó là có thể tăng trưởng người dùng và giữ chân được người dùng. Ok, đó là một cách. Thế còn cách nào khác để mà chúng ta có thể nâng cao hiệu quả của cái marketing campaign? Để mà có thể đảm bảo được các cái chiến dịch marketing hiệu quả và cái ngân sách của mình được sử dụng đúng thì chúng ta cần phải quản lý cái việc gian lận quảng cáo ngay từ đầu. Đó, và những cái gian lận quảng cáo, khi nhắc đến gian lận quảng cáo nó là một cái vấn đề nhức nhối bởi vì là nó là những cái thuật toán rất là tinh vi và tiêu tốn nhiều ngân sách của các doanh nghiệp. Thì thông thường cái vấn đề về gian lận quảng cáo thì người ta đã được đề cập nhiều đến trong cái ngành AdTech lâu rồi. Dạ. Thế thì trong cái đặc biệt là trong cái ngành về download tải các cái ứng dụng điện thoại di động này, Dạ. là hiện nay người ta chỉ có xu hướng là chỉ phát hiện ra vấn đề này khi cái chiến dịch marketing đã kết thúc. Dạ. Thế thì Lily có thể nói thêm là như vậy là cái những cái nhà tiếp thị trong lĩnh vực này nên làm cái gì để mà có thể phát hiện ra vấn đề này sớm hơn? Dạ, hoàn toàn đồng ý với anh Minh. Theo thống kê của Statista năm 2022 thì các nhà quảng cáo đã tiêu tốn phải hơn 81 tỷ đô la được xem là thiệt hại khi mà liên quan đến các cái gian lận của digital advertising. Đó, vì vậy là trên kinh nghiệm của em được đồng hành với nhiều khách hàng, những khách hàng mà đã thành công trong việc là ngăn chặn gian lận ngay từ đầu. Đó là họ có cái cơ chế chủ động ngăn chặn những cái lượt tải được ghi nhận là gian lận hoặc là nghi ngờ gian lận theo thời gian thực ngay từ đầu trước khi được phân bổ vào các nguồn quảng cáo và bắt đầu tính phí.
Ok. Dạ. Nhưng và đây là cái lợi thế của cái giải pháp của HS. Dạ. Dạ. Việc mà mình ngăn chặn cũng như là từ chối các cái lừa tải gian lận đi kèm với lý do cũng sẽ được minh bạch gửi đến cho các bạn quảng cáo. Ok. Dạ. Dạ. Anh nghĩ là đây là cái vấn đề rất là hay, bởi vì nó sẽ tránh cái chuyện mà tranh chấp xảy ra sau này khi mà chúng ta xác định là cái nguồn traffic này nó đến thật hay là cái đó là cái nguồn bị giả. Dạ, em Ok. đồng ý. Dạ. Và bên cạnh đó thì các nhà quảng cáo đó cũng có thể sẽ có cái nhìn toàn diện để quyết định trên cái concept marketing là nhận diện được là nguồn quảng cáo nào có cái chất lượng của traffic là đúng, là hợp Ok. lý. Dạ. Ok. Như vậy hồi nãy giờ chúng ta nói về cái chuyện là làm thế nào để cải thiện cái hiệu quả của quảng cáo, nhưng mà nó trên một kênh thôi. Dạ. Nếu mà bây giờ người tiêu dùng bây giờ trong cái thời đại số này, người ta không tham gia vào trong cái cuộc sống trên digital này là từ một kênh, đúng không? Người ta đến từ rất nhiều kênh khác nhau, Dạ. từ trên web, từ trên mobile Dạ. app, người ta tương tác thông qua email, rồi những cái về trên mạng xã hội. Dạ. Thế thì cái hành trình số của người tiêu dùng của người ta không có là được thẳng. Dạ. Thế thì nó đòi hỏi cái người marketing sẽ phải thực hiện một cái gọi là omnichannel. Dạ. Thế thì làm thế nào để có thể đo lường được Ừ. cái hiệu quả đa kênh như vậy? Dạ. Một cái câu hỏi lớn và cũng rất là hữu ích cho các nhà quảng cáo. Tại thời điểm của bây giờ, khi chúng ta đánh giá hiệu quả của một kênh quảng cáo, nó sẽ không nằm ở việc là phân tích các cái chỉ số về người dùng hay là các cái tỷ lệ chuyển đổi của một kênh riêng lẻ nữa, mà nhiều nhà marketing còn đi sâu vào việc phân tích hành trình tương tác của người dùng trước khi dẫn đến cái lượt tải cuối. Dạ. Thế thì với cái giải pháp của Ajax, chúng ta có thể thấy được, đo lường được Dạ. cái sao cái chân dung của người dùng. Dạ. Dạ. Có thể gọi là cái hành trình của người dùng. Em ví dụ như anh Minh sẽ tương tác cuối với kênh Google và tải cái ứng dụng đó từ kênh Google. Tuy nhiên là trước đó anh cũng đã nhìn thấy và tương tác với quảng cáo đó ở những kênh liền kề, ví dụ như Facebook hoặc là TikTok. Đó, qua đó thì mình có thể kết luận được là những cái kênh quảng cáo nào nó đang hỗ trợ cho cái kênh quảng cáo nào. Và thậm chí đó, trong trong báo cáo anh còn có thể xem được sâu hơn là chiến dịch nào nó đang hỗ trợ cho cái chiến dịch nào. Đó, khi mà anh chạy quảng cáo. Đó, từ đó đó thì mình thấy được một cái nhìn tổng thể trên cái hành trình tương tác của người dùng, để mà là nhà marketing á có thể phân bổ ngân sách vào đúng kênh cho cái mục tiêu là tăng về nhận diện thương hiệu hay là tăng performance. Ok, Ừ. như vậy tức là nó không còn đơn kênh nữa mà nó thấy được cái hiệu quả tương tác qua lại giữa các kênh. Dạ đúng rồi. Thế thì gần đây là cái vấn đề về bảo vệ quyền riêng tư Dạ. của người dùng. Dạ. Thế thì ở Việt Nam chúng ta có cái nghị định 13 mới và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, Dạ. đúng không? Thế thì trong cái lĩnh vực mobile thì trên thế giới thì Apple người ta đã đi đầu. Dạ. À, như vậy là tháng 4 2021 Apple người ta đã đưa ra một cái cơ chế nó gọi là App Tracking Transparency, tức là một cái cơ chế là anh track nhưng mà anh phải làm cho người tiêu dùng biết được, hiểu được là Dạ. anh đang track cái gì. Dạ. Thì cái điều này nó làm cho cái việc mà thu thập dữ liệu ở trên cái người sử dụng cái hệ điều hành của iOS là chúng ta thu được rất ít dữ liệu. Dạ. Thế thì cái điều này nó làm ảnh hưởng rất nhiều tới cái nhà tiếp thị ở trên cái ứng dụng di động. Dạ. Thế thì Lily có thể chia sẻ cái nhận định của Lily về cái việc ứng dụng cái ATT này. Dạ. Qua cái chính sách mà anh Minh vừa mới share đó thì đúng như thế, các doanh nghiệp hiện tại anh có thể nhìn thấy là một trong những chiến lược marketing của họ là đầu tư vào cái nội dung hiển thị thông báo đến người dùng, nêu rõ cái giá trị mà người dùng sẽ nhận được khi mà đồng ý cho phép theo dõi. Như vậy có nghĩa là chúng ta khác với ngày xưa là chỉ cần hiển thị là đồng ý không đồng ý. Bây Đúng giờ rồi. chúng ta phải phải nói rằng anh nếu như anh cho cái này À, dữ liệu này thì dạ. anh đổi lại anh sẽ được hiển Là thị. hiển thị các cái quảng cáo mà theo ý thích của mình hoặc là phù hợp với những cái mình đang tìm kiếm. Như vậy mình sẽ giúp Tăng cái tỷ lệ người dùng đồng ý. hướng dẫn mọi người, hoặc là chúng tôi gọi là giúp cho mọi người hiểu được khi mà anh đưa dữ liệu ra anh sẽ nhận được cái gì về, chứ không phải là anh chỉ một chiều. Dạ, đó. Và bằng cái cách như vậy đó thì cái tỷ lệ người dùng đồng ý cho phép theo dõi thì tăng lên, hay còn gọi là tỷ lệ opt-in có thể tăng lên.
đó. Ok. Và với vai trò là một 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 nhà đo lường đó, thì Adjust còn có thể là hỗ trợ các nhà marketing đó, đọc các cái dữ liệu mà Apple họ trả về liên quan đến các cái thông tin như lượt tải hoặc là hành vi của người dùng, Ok. là bởi vì là các cái dữ liệu mà các nhà marketing nhận về sẽ là những cái dữ liệu ẩn danh và những cái dữ liệu mà liên quan đến hành vi của người dùng trong vòng 24 giờ mà thôi. Ok. Đó, cho nên là bằng công nghệ thì khách hàng, các nhà marketing á có thể là và biết cái cách làm sao để đọc được nhiều dữ liệu nhất có thể. Ok. Dạ, theo như thống kê đó thì ở Việt Nam là 50% người dùng sử dụng app game đồng ý cho phép theo dõi. 40% người dùng sử dụng những app khác cũng đồng ý cho phép theo dõi, thì chứng tỏ là các nhà tiếp thị vẫn có đủ dữ liệu để phân tích. Đó, Ok. tuy nhiên là chúng ta phân tích đúng hướng và hiểu rõ cái quy trình lấy thông tin thì Ok. sẽ có thêm insight của người dùng. Thế còn cái một cái hệ điều hành khác cũng mạnh đó là Google, Dạ. thì hiện nay người ta đã có cái thông báo gì về vấn đề này chưa? Dạ. Thực ra là tháng 2 năm ngoái thì Google đã là thông báo chính thức beta về Privacy Sandbox, cũng là nhằm mục tiêu là bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Đó, vì vậy là các nhà quảng cáo cũng cần phải có những cái bước chuẩn bị để mà có cái kế hoạch cho các cái việc triển khai marketing campaign. Cảm ơn Lily đã có một cái chia sẻ rất là hữu ích cho các cái nhà tiếp thị. Thế thì nếu như mà tóm lại đâu là những cái bài học cho những cái nhà tiếp thị trong cái lĩnh vực các ứng dụng di động? Đầu tiên là tập trung hóa dữ liệu. Các cái dữ liệu cần được tập trung hóa trên một giao diện thống nhất để có thể có một cái nhìn toàn diện. Từ đó là phân bổ ngân sách marketing đúng kênh quảng cáo và xác định được là kênh quảng cáo nào là kênh mang lại tăng trưởng người dùng tốt và có cái chất lượng người dùng tốt để tăng trưởng cũng như là giữ chân người dùng bền vững. Sau đó thì các nhà tiếp thị cũng cần phải có những cái bước chuẩn bị cho các cái chính sách liên quan đến bảo vệ quyền riêng tư của người dùng từ Google và Apple để vẫn đảm bảo được các cái chiến dịch marketing của mình có thể hoạt động hiệu quả. Sau khi chúng ta đã có các cái dữ liệu được đo lường theo thời gian thật cũng như là đã tổng hợp được các cái nguồn dữ liệu rồi, thì chúng ta cần phải bước tiếp theo là sẽ cần hành động. Nếu như chúng ta có dữ liệu mà không hành động thì cũng không có ý nghĩa gì, Đồng đúng ý. không? Rồi, cảm ơn Lily đã chia sẻ cái ba cái bài học cho các nhà tiếp thị trong cái thời kỳ khó khăn này. Cảm ơn rất nhiều và hy vọng có thể gặp lại Lily trong một chương trình khác. Dạ vâng, rất cảm ơn anh Minh, cũng như là rất hân hạnh được tham gia vào tập AMA Talk Hub lần này.